Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Theolin. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Theolin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần của theolin hoạt chất theo linh dạng bào chế dạng viên uống công dụng chỉ định hen phế quản khó thở kịch phát hen phế quản khó thở liên tục các dạng co thắt của bệnh phế quản phổi tắc nghẽn mãn tính cách dùng thuốc dùng đường uống liều dùng Người lớn 10 mg 1 kg một ngày, dùng một lần trước khi đi ngủ hoặc dùng hai lần sáng, tối. Trẻ trên 3 tuổi 10 đến 16 mg 1 kg một ngày, trung bình 13 mg 1 kg một ngày, chia thành hai lần, sáng và tối. Liều nên tăng dần từng nấc từ 50 đến 100 mg, tối đa 20 mg 1 kg một ngày. Chống chỉ định Quá mẫn với các san thìn hoặc bất cứ một thành phần nào của chế phẩm thuốc, bệnh loét dạ dày tá tràng đang hoạt động, co giật, động kinh không kiểm soát được. Lưu ý khi sử dụng. Khi có suy tim, thiểu năng vành, béo phì, cường giáp, suy gan, tiền sử động kinh, loét dạ dày tá tràng. Rất thận trọng khi dùng cho trẻ nhỏ. Dùng thuốc cuối thai kỳ có khả năng làm tăng nhịp tim, tăng kích thích ở trẻ sơ sinh. Tác dụng phụ thường gặp. Tim mạch, nhịp tim nhanh, thần kinh trung ương, tình trạng kích động, bồn chồn, tiêu hóa buồn nôn, nôn. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Theolin, đồng thời biết cách sử dụng Theolin, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham